người, hôm nay là thứ hai đầu tuần nha. Thì sáng ngày hôm nay trời mưa nên là Sen phải tranh thủ ra xe lẹ, tại vì ngày hôm nay mình đi cúng cơm cho mẹ để ngày mai là thứ ba, thì ngày mai là ngày cúng thất, nên là chúng ta sẽ tranh thủ để ra. Mưa rồi, bỏ đồ vô xe đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số việc phải đi làm, đó chính là Sen sẽ đi nhận khuôn, tại vì Sen có đặt hai cái khuôn của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát với lại Phật A Di Đà, thì mình Sen muốn đúc tượng Phật để gửi vào chùa để mình làm được cái gì đó cho mẹ, thì mình làm trong cái khả năng và phạm vi mình có thể. Rồi sau đó thì Sen sẽ đi nhập hàng về. Thì tối ngày hôm nay Sen dự định Sen sẽ livestream túi mù. sẽ túi mù, tại vì Sen thấy hôm nay Sen thấy cái đó nó cũng trend ở trên mạng, nó rất là vui, nên là Sen muốn làm cái đó để mình cái thứ nhất là mình tạo cái được cái niềm vui cho mình, cái thứ hai là mình sẽ giao lưu được với quý vị khán giả. Rồi xong rồi Sen sẽ còn phải chia mì, tại vì Sen vừa nhập về 20 thùng mì chay. Sen sẽ chia đều ra cho các phần quà mà Sen ước chừng á, rồi Sen để trên xe. Thì nói chung là mình sẽ gọi là tùy duyên, mình không có nhất thiết phải là đi ra phát cho hết hay như thế nào, là tức là Sen muốn để sẵn ở trên xe, rồi khi nào mình đi bao đâu đó mình gặp bất chợt thôi, kiểu mình bất chợt mình gặp một cô chú nào đó thì mình gửi mình tặng cho cô chú đó. Nói chung là Sen muốn làm mọi thứ chỉ để cho mẹ thôi nha. Ok, bây giờ mọi người theo chân Sen đi tới chùa nha, để chúng ta cúng cơm cho mẹ. Rồi, cái công tác pha trà thì cũng giống như mọi ngày thôi đó. Nước sôi rồi thì mình châm vô để cho trà nó ra cái vị này. Cái chân là bệnh trạng đi thôi. Ngày hôm nay thì chùa đã nấu rất là nhiều món để cho Sen cúng cơm nhân lên mẹ. Thì có Sen gọi là thịt kho cá chua nha, nhưng mà thật ra đó là món chay. Rồi có khổ qua xào, rồi canh cải nấu với nấm, rồi sườn non chay, với lại có xôi nữa. Thì hôm nay cũng là ngày trước ngày cúng thất rồi, cho nên là Sen sẽ nhờ thợ cắm hoa đến để thay hoa cho mẹ. Thì đây là công tác chuẩn bị. Hôm nay thì chúng ta sẽ chọn hai màu chủ đạo, đó chính là màu trắng, màu hồng. Như mọi người đang thấy là chị sẽ làm mấy cái nẹp như thế này nè, để cố định lại để khi mình cắm hoa cho nó đẹp. Còn bây giờ là lên hình được cái khung đầu tiên rồi. À, đẹp chưa ạ? Thì cũng như mọi ngày thôi, sau khi cúng xong thì Sen dọn cơm xuống tàu 1 để ăn cơm của mẹ. Đó. Xin chào mọi người. Thì hiện tại là Sen đã về nhà rồi nha. Khuôn tượng Phật cũng đã về rồi. Thì bây giờ tại vì Sen còn bị thiếu một cái loại nguyên liệu, đó là tính là màu á, để mình pha cái tượng, cái màu của cái tượng cho nó đẹp. Nên là Sen sẽ hoãn cái việc đúc tượng lại vào một những ngày sau, tại vì theo như Sen hỏi cái chị mà bán cái khuôn cho Sen và chỉ Sen đúc tượng á, thì là một khuôn một tượng, khi mà mình đổ một tượng vô vậy thì khoảng một tiếng mới xong, mới khô và mới hoàn thành được một tượng, nên là mất rất là thời gian. Và Sen thì Sen chỉ đặt có hai cái khuôn thôi, một khuôn là ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát và cái thứ hai là Phật A Di Đà. Cho nên là Sen nghĩ là sẽ không có trong ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng đã 4-5 giờ chiều rồi, tại vì đường Sài Gòn rất là kẹt xe. Nội đi lấy cái hai cái khuôn với là nguyên liệu làm là múc ở trên những lọc bê, nên là xa lắm rồi chạy về nhà Sen nữa, nên là tới chiều tối luôn. Tôi bây giờ chỉ có thể là ngồi chia quà, chia mì ra, sau khi đó mình để lên trên xe á, rồi mình nhiều khi mình đi trên đường thì như Sen nói hồi sáng á, là mình cứ hữu duyên thôi, mình cứ gặp cô chú nào mình thấy cô chú khó khăn là mình muốn giúp đỡ, mình muốn tặng quà, thì mình sẽ Sen có đặt về đây là tổng cộng là 20 thùng mì.
hai chục mì là mì chay nha mọi người, đây là mì chay, không có tặng mì mặn, nên là đây là 20 thùng. Thì bây giờ mỗi Sang định là mỗi một phần, tại vì một thùng như này á là 30 gói, một thùng như 30 gói, thì 20 thùng này sẽ là 600 gói, đúng không? 600 gói thì bây giờ một phần Sang nghĩ là Sang sẽ để vô đó 10 gói, thì là chúng ta sẽ được 60 phần. Thì bây giờ công tác chia mì bắt đầu. Đây Sang mua những cái túi như này nè để mình đựng mì vô. 2 4 6 8 10, rồi như là xong một phần 10 gói. Tại vì ban đầu là Sang nghĩ là mình sẽ mua bánh bao mì chay hay là bánh mì gì đó, nhưng mà Sang nghĩ là tại vì cái việc thiện nguyện á ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người làm, chứ không có riêng gì mình Sang. Trong một ngày cô chú sẽ nhận được đồ ăn của mọi người làm thiện nguyện đó, thì cũng không thể nào, tại vì một cửa thì người có đói có như thế nào thì người ta cũng chỉ có thể ăn được một ít thôi, cũng không được ăn được quá nhiều. Thì nhiều khi mình lại cho thêm đồ ăn nữa thì thành ra là ăn không kịp, rồi lại hư, bỏ lại tội, và cô chú sẽ rất là tiếc. Mà nếu mà cô chú tiếc á thì cô chú sẽ để dành cho cô chú ăn luôn qua cho ngày hôm sau, thì như vậy nó sẽ rất là ảnh hưởng cho đường ruột. Nên thôi Sang quyết định là Sang sẽ tặng cô chú mì chay. Mì gói thì dù chúng ta cũng đạt hết được này, rồi chúng ta uống nước vô vẫn ngon. Hoặc là cô chú có được cái chỗ nào cô chú có thể nấu được, cái quán nào đó người ta những người nghệ giúp người ta còn có thể nấu được, cô chú thì vẫn có tô mì nóng ăn không có lúc nào, và mì gói thì nó không có hư, nên Sang nghĩ nó cũng đảm bảo được cái việc là cái việc là ăn uống hơn, nó tốt hơn và nó tiện lợi hơn cho cô chú. Còn mì gói thì Sang nghĩ là ngày thì ăn 2 cử thì cũng được 5 ngày đó. Vì mấy hôm vừa rồi là Sang không có ổn về cái sức khỏe cho lắm, nên là Sang không có quay clip được cho mọi người coi. Hôm nay Sang quay lại thì mọi người thông cảm nha, thì ra video hơi chậm. Cái video trước Sang nhớ cách đây là 9 ngày rồi, thì chiều nay video này lên nữa thì là ngày thứ như là những ngày thứ 10. Nhưng mà Sang rất là vui khi là mặc dù là không có nhiều, nhưng mà tất cả là Sang đọc được từng comment của các cô chú anh chị khán giả, những người yêu thương Sang, rồi những cái lượt view, nói chung là mỗi ngày mỗi tăng lên vậy thì Sang rất là vui. Nói chung là mình cảm thấy được là rất là ấm lòng khi mọi người vẫn còn rất là yêu thương mình và dõi theo mình trên từng cái bước đường như là trong cuộc sống này và trong nghệ thuật, nên là Sang cảm thấy vui và có động lực lắm. Nên Sang sẽ cố gắng. Thì bây giờ trước mắt là mình trong thời điểm này là Sang muốn làm được, nói chung là không dám hứa, nhưng mà Sang sẽ cố gắng trong cái khả năng của Sang. Sang làm được điều gì thì Sang làm, để cho mình lan tỏa cái yêu thương đến mọi người. Rồi Sang sẽ một ngày gần nhất thôi, Sang sẽ trở lại sớm thôi, thì Sang sẽ cho ra thật là nhiều các sản phẩm nghiệp mới, những bài hát mới, cũng như là Sang sẽ quay MV. Thì rất là mong của chú anh chị sẽ chờ nha, chờ Sang nha. Sẽ nhanh thôi, mình sẽ cố gắng chờ nhanh để quay trở lại mọi người, để mang lại cái hát cho quý vị. Rồi, bây giờ thì Sang sẽ tiếp tục chia cho hết số mình nha. Và nói chung là ngày hôm nay đi lấy nguyên liệu rút thực phẩm á, thì Sang thấy trời thời tiết cũng rất là nhiều, thì Sang sẽ được biết chúng ta cũng đang dạng đường bão thôi. Sang cũng cầu chúc cho tất cả các chúc cho tất cả mọi người sẽ những cái nơi mà đang bị ảnh hưởng bão cũng như là đang gặp phải bão sẽ được bình an, sẽ sức khỏe và tái hoài mạnh khỏe nha. Nói chung là thiên tai dịch bệnh qua đi rồi thì không lại chúng ta cái gì sự yêu thương, sự san sẻ, và đời người vô thường lắm, nên là cứ cố gắng yêu thương đi, thương được ngày nào hay ngày nấy. Nếu như có một cái bài hát mà trước đây Sang có hát Sang rất là thích, cảm ơn một niềm đau, đó chính là cái câu đầu tăng bài á. Cảm ơn đời một sớm mai thức giấc đã có thêm ngày nữa để yêu thương. Em thích bài đó lắm.
Sang chia tiếp nha. À, nhân tiện đây thì Sang cũng muốn giới thiệu cho mọi người luôn. Thì phía sau Sang là đây là cái nơi mà cái bàn thờ để mà Sang đã chuẩn bị sẵn để sau 49 ngày của mẹ thì Sang sẽ thỉnh hình của mẹ về đây thờ. Còn cốt cho cốt của mẹ thì Sang vẫn sẽ để ở chùa để lo cái phần sau, tại vì Sang thì lớp trẻ nên là cũng không có rành rọt hay là cũng không có hiểu biết về những cái chuyện kia, nên là hy vọng là mọi người thông cảm nha. Còn đây cái xe nè, đây là cái xe của con bé cuốn, của con cuốn của Sang, con gấu nè, di sích của anh đây, anh phải có cái xe riêng nữa đó. À, chứ tại vì nay ảnh mười mấy ký rồi, hết khiêng ảnh nổi rồi. Còn đây là cái view rất là đẹp. Đây là cái view mà Sang rất là thích, tại vì Sang cực kỳ thích cái cảnh đồng ruộng như này nè, kiểu nó yên bình lắm, nó yên tĩnh lắm, nó không có ồn ào. Đây là mớ hỗn độn mà Sang đã mua cách đây cũng hơn 3 tháng rồi. Tại vì Sang định là sẽ làm một cái chuỗi series đi cắm trại, đi camping, nhưng mà mình chưa có thời gian để mình đi, nên thành ra bây giờ là cho các anh ấy lên đó để chờ một cái ngày nào đó gần nhất rồi mình có thời gian mình sẽ đi. Thì nãy giờ là Sang cũng chia được 10 đây, chia đây được 15 phần rồi, là được 5 thùng. Ở trong kia thì còn tới 15 thùng lận, nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục chi tiết nha. Thì cái video ngày hôm nay nó cũng tương đối dài rồi, tại vì bây giờ Sang cũng không dám làm dài quá, sợ mọi người không có thời gian để coi đâu. Nên là hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Thì nhất định Sang sẽ có một cái video mà đi tổng hợp, cũng như là đi tổng hợp hoặc là một cái dịp nào đó luôn. Nói chung là mình cứ ngẫu hứng thôi, mình tùy duyên thôi. Thì Sang sẽ đi phát quà cho mọi người, thì Sang sẽ quay lại để đăng lên cho mọi người coi nha. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để xem cái video này. Và hy vọng mọi người sẽ like, share, rồi bình luận ủng hộ cho Sang, cũng như là đăng ký kênh cho Sang nha. Và chia sẻ cho bạn bè người thân coi để kênh của Sang phát triển nha. Bye bye. Trời đất ơi, nãy giờ tôi dưới tôi chia quà ở trên đây làm gì đó? Trời ơi, nằm phành cái gì hả? Nằm phành cái gì luôn hả? Hả? Con heo mười mấy ký.